Hi, xin chào bạn nha, mình là Quỳnh Trang, xe máy nhập khẩu Tân Tạo. Và hôm nay là Trang sẽ gọi đến 51 em xe. Sau lưng Trang đây là em phụ trợ ha. Hiện tại là phiên bản này là các bạn có thấy nó hơi lạ một xíu không? Tại vì cái này là bên Trang hỗ trợ sơn lại cho các bạn ha. Thì phiên bản zin nhà máy thì Trang qua cho các bạn rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là các bạn hay quan tâm màu trắng, màu đen với lại màu xanh nhám ha. Thì hiện tại là hôm nay Trang có lên một em màu 3D. Và cái màu này Trang thấy hiện tại là các bạn đang rất là ưa chuộng ha. Này là màu xám titan hay các bạn hay gọi là iPhone 14 á. Thì cái màu này Trang thấy là hiện tại là các dòng xe luôn, chứ không phải riêng Future, mà dòng nào mà lên màu này khách hàng cũng rất là thích luôn ha. Thì Trang sẽ cập nhật cho các bạn xem, nếu mà anh chị nào mà đang tìm em như thế này thì nhớ liên hệ ngay cho Trang nha. Đối với dòng xe Future thì hiện tại giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 33 tới 36 triệu. Và phiên bản này là phiên bản 3D thì nó sẽ nằm tầm khoảng từ 35 tới 36 triệu nha mọi người. Và nó có hai phiên bản các bạn lựa chọn, là một là bánh căm và hai là bánh mâm ha. Và giá nó sẽ chênh lệch tầm khoảng từ 500 tới 1 triệu đồng nếu mà các bạn lấy mâm khác nhau ha. Đây, cái màu này Trang thấy rất là đẹp luôn á mọi người. Nói chung là nhìn nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Trang thấy là cái màu này nam đi, nữ đi và lứa tuổi nào mình cũng đi được luôn á mọi người. Tại vì kiểu như nó hơi đầm đầm một xíu chứ nó không có nổi trội quá á. Và dòng xe này khi mà mình tham khảo và trả góp á, thì trả trước cho Trang tầm khoảng từ 3 tới 5 triệu thôi ha. Thì các bạn có thể sở hữu được một em Future phân khúc 125 như thế này rồi ha. Thì Future thì nó hay được so sánh chung với dòng xe Vision. Vision thì là phiên bản á tay ga, còn Future nó sẽ là xe số ha. Nhưng mà được một cái là Future nó nổi trội hơn là vì cái phân khúc của nó lớn hơn Vision ha. Tại vì Vision phân khúc 110 thôi, nhưng mà Vision 125. Và giá cả thì Trang thấy là đối với dòng Future thì cũng sẽ mềm hơn rất là nhiều. Nên là các bạn nếu mà đang tìm một con xe mà vừa tiết kiệm xăng nè, vừa phù hợp cho các lứa tuổi và ba mẹ mình sử dụng và đi ké được luôn, thì các bạn đừng bỏ qua em này ha. Tại vì Trang thấy giá thành tốt nè, bộ máy rất là êm, đặc biệt là dòng xe này cực kỳ bền luôn nha các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn đang có nhu cầu mua xe trong thời điểm này thì nhớ liên hệ ngay cho Trang ha. Và hiện tại là Trang sẽ cho các bạn xem là đối với dòng Future là tại sao mà các bạn nên chọn dòng xe này. Vì có xe của nó quá rộng luôn các bạn ơi. So với dòng xe Vision, Trang còn thấy dòng xe này là có xe nó còn bự hơn Vision cực kỳ nhiều luôn. Và các bạn đựng đồ rất là ok ha. Một trong những dòng xe số mà tôi nói là cái cốp xe là bự nhất luôn nha các bạn. Đối với dòng Sirius với lại Wemfa thì khi mà các bạn mua những cái dòng xe đó, giá thành nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà làm sao mà cốp xe nó bự bằng Future được, đúng không? Thì Trang thấy là dòng xe này hiện tại đang rất là hot luôn, và bên Trang chỉ có một em duy nhất thôi. Cho nên là các bạn có nhu cầu mua xe trong thời điểm này thì nhớ ghé qua hốt em nói về liền nha. Và số điện thoại của Trang sẽ là 036 2973 808, có Zalo luôn nha mọi người. Địa chỉ sẽ là 1164 tỉnh lộ 10 Tân Tàu A, quận Bình Tân. Ghé qua nhớ liên hệ ra Trang trước để mình được giảm giá xe, và nhớ đăng ký kênh Top 5 luôn nha, để mình có thể cập nhật được nhiều mẫu xe mới nhất nha các bạn.